Khu công nghiệp Yên Mỹ có quy mô 28 hecta do công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Vigrasara Yên Mỹ làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn trên 2.300 tỷ đồng. Là điểm sáng thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Hưng Yên do so có vị trí địa lý, giao so thông thuận lợi, hạ tầng được đầu tư đồng bộ hiện đại và có sẵn mặt bằng sạch đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Khu công nghiệp Yên Mỹ đã thu hút được gần 40 doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh đến từ các nước Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan với các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm quang học, sản xuất kiện phụ tùng ô tô, mô tô, máy móc liên quan tạo việc làm cho nhiều lao động. Đơn vị chủ đầu tư đang tiếp tục lấp đầy khu công nghiệp, phấn đấu hoàn thành hạ tầng vào năm 2026. Nhằm thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế và đi lại của nhân dân, từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Mỹ đã đầu tư trên 2.200 tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông, trong đó có trên 90 công trình được đầu tư nâng cấp cải tạo xây mới với gần 180 km, gồm 3 công trình đường tỉnh, 22 công trình đường đô thị, đường huyện, đường quy hoạch, 2 công trình đường liên xã, 3 công trình đường cầu và trên 60 công trình đường thôn xóm nội đồng. Kinh phí xây dựng chủ yếu từ hỗ trợ của cấp trên, trích từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và đóng góp của nhân dân. Các công trình được đầu tư xây dựng đã và đang tạo thuận lợi cho giao thông đi lại và kết nối giữa các khu vực trong huyện và giữa huyện với các địa phương khác, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Sau 2 năm thực hiện chỉ thị 15 của Ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, huyện Yên Mỹ đã giải phóng mặt bằng được trên 50 dự án. Trong đó năm 2012, giải phóng mặt bằng được 20 dự án. Năm 2013, giải phóng mặt bằng được 33 dự án với diện tích trên 550 ha. Tập trung chủ yếu là các khu cụm công nghiệp, dự án đô thị, khu dân cư. Đặc biệt trong hai năm qua, huyện đã hoàn thành và đang triển khai nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh, của huyện như dự án đường vành đai 4, đường lên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đường DT 376, DT 382B nhánh phải. Nhờ đó, huyện đã tiếp nhận được trên 300 dự án đầu tư trong nước và trên 160 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tạo việc làm cho nhiều lao động trong và ngoài địa phương.